Toàn bộ gần 300 mẫu xét nghiệm của những trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 2957 tại Hà Nội là nhân viên quán Sunny ở Vĩnh Phúc có kết quả âm tính. Thông tin này đã được Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang đưa ra vào sáng nay. Sau khi có thông tin về trường hợp nhân viên quán Sunny tại Vĩnh Phúc nhiễm COVID-19, trong ngày hôm qua, thành phố Bắc Giang đã tập trung lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp F1 và F2 liên quan đến ca bệnh này. Bước đầu, Trung tâm Y tế thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 17 trường hợp F1 và 276 trường hợp F2 liên quan từ vùng dịch về có 17 người. Tất cả các xét nghiệm liên quan đến F0 tại Hà Nội đều có kết quả âm tính. Bên cạnh đó, 17 trường hợp xét nghiệm liên quan đến những người từ vùng dịch trở về cũng có kết quả âm tính. Hôm nay, thành phố Bắc Giang sẽ tiến hành xét nghiệm đối với những trường hợp liên quan đã khai báo y tế truy vết. Trước đó, cũng trong buổi chiều qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có thông báo về những địa điểm mà bệnh nhân 2957 đã đến, những địa điểm có người tiếp xúc gần và yêu cầu khai báo y tế.